37 độ mọi người, nhưng mà ở đây là 38 độ rưỡi là hơn tới 1 độ rưỡi rồi. Sốt khá là nặng. Đau gì chưa? Vừa vừa thôi. Thôi con đưa mẹ. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Ngày hôm nay thì mình ghé qua bên Hóc Môn, bên Bình Chánh để mà thăm lại bé Hoài Thương đó mọi người, cũng như là để mà cập nhật cho mọi người cái tình hình mới nhất của bé nè, là mới đem một cái xe nước mía về ha. Mới bữa giờ thì mình bận công việc nên không có qua thăm bé được. Thì ngày hôm qua là xe nước mía về phải không Phát ha? Dạ. Ngày hôm qua là xe về nhưng mà mình không có chạy qua được, nên là chiều hôm nay mình tranh thủ mình qua mình thăm bé rồi mình quay phim cho mọi người xem luôn. Hôm qua giờ em về rồi có xài được không chú? Mới càng sáng giờ. À sáng giờ có bán được không? Bán được. Lai rai ha. Ở đây thì cô chú là làm chủ yếu là về nước cam, nước mía, nước giải khát này kia mọi người. Thì sau khi mà có cái xe này thì để nước nó cũng nhìn nó lịch sự hơn đúng không? Thứ hai là có thêm cái mặt hàng để mà bán thì hy vọng rằng là nó sẽ ổn định được kinh tế hơn. Hôm nay là chú là làm nước cam nè, chanh dây nè, rồi sau khi có dừa nữa, trên này nước ngọt nữa, giờ nước mía nữa là đủ loại giải khát lắm rồi ha. Còn bé Hoài Thương nay sao rồi chú? Nó ăn sốt. Sốt hả? Nó sốt mấy ba nào rồi, còn 3-4 bữa nay. 3-4 bữa nay sốt rồi ha. Thì đi khám chưa? Khám rồi. À, bác sĩ nói là nó bị nó ho. Dạ yeah, ho. Nó mọc răng á. Mọc răng ha. Nó bị người nó nóng á, nó lỡ cái miệng nó giống á. Đợt này thì trẻ con cũng sốt rất là nhiều mọi người, nhưng mà Hoài Thương thì chú nói là đang bị đau họng với lại mọc răng, thì mình nghĩ là cái đó là bình thường của trẻ con thôi. Hy vọng là không có bị kiểu như Covid hay gì đó ha. Chắc không phải đâu ha. Có ho không chú? Có ho. Có ho hả? Còn cái này thì cũng phải cẩn thận. Thôi bây giờ mình vào mình thăm bé đi. Đi, vào thăm bé nhá. Đang nằm uống sữa với bà này ha, ngủ với bà. Trời ơi. Nay mệt là nằm là phải có bà vậy đó hả? Bữa giờ bạn mấy ngày rồi cô hả? Mình bữa đầu đi khám, tái khám với bà có xong rồi ba ngày mai là bị sốt. Nhiều khi á mình tới bệnh viện á là mình gặp mấy con virus vi khuẩn á, mình bị lây. Bây giờ dịch bệnh cũng nhiều lắm á. Bữa giờ là có đỡ không cô? Giờ là đỡ rồi ha. Mọc mấy cái răng rồi? Mất thêm 3-4 cái răng. À vậy có khả năng là bị sốt mọc răng thôi ha. Đúng rồi đó. Mọc răng. Ừ. Tối qua bà nó đi khám. Đi khám mày bác sĩ nói sao cô? Bác sĩ là bé nó là cái bé bị mọc răng xong rồi viêm phế quản. À. Khóc dữ vậy thở. Thương dữ vậy ta. À con sốt hả? Ho nữa hả? Đấy là hai bà cháu là lạc giọng rồi, chắc là bạn giống nhau luôn rồi. Tối mà cháu sốt thì bà làm sao? Bà ấy sôi. Ừ đúng rồi. Pha nước sôi xong hầm hầm rồi xong lau. Đúng rồi, lau mình liên tục cho bé ha. Đúng rồi. Lau mẹ từng người đấy. Bị sốt là đó là phương pháp là chính xác nhất là lấy nước sôi mọi người. Lấy nước sôi xong rồi bắt đầu là nhúng khăn rồi lau để cho bốc cái hơi lên với lại nở lỗ chân lông ra. Đau đầu không? Cái này là đang đau đầu phải không? Cái này là triệu chứng y chang con gái của mình luôn mọi người. Trong cái dịp lễ này là bé cũng bị sốt rất là nhiều, rồi đau đầu nữa, ôm đầu khóc luôn á. Thì đối với cái tình trạng như vậy thì phải uống thuốc hạ sốt nếu mà sốt cao, với lại lau mình liên tục.
Bé có thuốc hạ sốt chưa cô? Có. Em mua bà mua thuốc hồi tối qua mua thuốc đầy đủ đấy. Thuốc hạ sốt thì 4-5 tiếng nếu mà nặng thì mới uống nha. Còn không thì cứ lo mình. Đúng rồi. Khi nào sốt lắm. Bà cho cô chứng coi cái mặt của bé coi. Mồ hôi đổ quá trời nè. Ồ nóng quá. Giờ còn nóng nè. Là tối cũng khóc vậy cả đêm ha. Mẹ mua này về để đo độ cho cháu nè. Đúng rồi, bà mua cái đấy là đồ. Bà mua cái này. Bây giờ bà kẹp vô coi. Cái này thì hút hút đờm. Ngắn rồi bạn. Đây là đây. Có nhà cho bà nhé. Là có đờm. Nhưng mà toát mồ hôi nhiều chắc là cũng đỡ rồi. Còn mua cái này để về hút hút đàm hút mũi. Thực sự mọi người là cái đợt này á là trẻ con nó bị sốt rất là nhiều nha. Đúng rồi. Bà đo nhiệt độ coi bao nhiêu, kẹp coi nhiệt độ bây giờ còn bao nhiêu. Thấy bé còn hơi lừ đừ nhiều á mọi người. Nuôi một đứa trẻ đâu có đơn giản đâu mọi người, bây giờ là ăn uống này kia là còn chưa nói về chăm sóc mà giờ bệnh một cái là phải chăm rất là mệt mỏi. Ở dưới mọc thêm mấy cái răng nữa phải không cô ha? Ở dưới hai cái. Ở dưới hai cái, trên mấy cái? Ở trên có mọc thêm không? Trên hai cái nữa. Trời, một lúc năm cái thì sốt là đúng rồi. Nhưng mà cái này chắc là thêm cái bệnh gì này chứ còn mà mọc mũi răng mà không có sốt nặng đến mức đau đầu đâu. Bị viêm. Đó là về bữa đi khám một bữa sau. Đó là bà có gì con có được không? Qua giờ em có ăn được không Pháp? Ăn ói ra hả? Sốt mà bị ói là nguy hiểm đó mọi người ơi. Nhưng mà đi khám á, bác sĩ có kêu là phải là nhập viện hay gì không con? Tức là về nhà theo dõi đúng không? Dạ. Về nhà cửa vẫn xong bé, xong cái máy đó. Vẫn kêu là mình xong nó ở nhà còn thuốc thì mình cứ lấy thuốc. Rồi cô coi nhiệt độ bao nhiêu? 38 độ rưỡi. Vậy là bây giờ vẫn còn sốt rất là cao á. Phát ơi con lấy cái thao bỏ con đổ nước sôi vô. Nước sôi nó cái bình nó mềm mới nào. Trẻ con là nhiệt độ bình thường là 37 độ mọi người. Nhưng mà ở đây là 38 độ rưỡi là hơn tới 1 độ rưỡi rồi. Sốt khá là nặng. Có gì chưa? Vừa thôi. Thôi con đưa mẹ. Dán kia hết rồi còn dán này. Có cái miếng dán lên trán á. Cái miếng dán hiệu quả hơn á. Còn có một miếng dán kia. Vậy dán cho em đi con. Chú thấy em hơi cao rồi, dán đi. 38 độ rưỡi là tương đối cao rồi đó. Bây giờ mình dán trán xong rồi mình lau mình ha. Ráng lên con, lau mình là xíu nó hết à nha. Cái số này nó rất là nguy hiểm luôn mọi người. Tại vì nếu như mà mình không hạ sốt kịp thời á là nó sẽ dẫn tới là bại liệt á. Nên là phải lau thường xuyên, cũng như là nếu mà nặng quá là mình phải cho uống hạ sốt. Đúng rồi, cái này mà nó sốt nhiều là mình cho uống. Dạ. Uống
Cháu hạ sốt nhưng mà cách khoảng 4-5 tiếng mới uống lại nha. Quá liều là cũng nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà tối cứ hừ hừ vậy chắc bà cũng không ngủ được à. Bà thấy giọng cũng lạc luôn rồi. Bé nó có chịu uống nước cam không con? Có phải nước cam rồi. Sốt vậy mà uống được nước cam là khỏe lắm. Phát qua lấy cái bình nước đó con, đút vô cho em uống đi con. Tại vì mà uống nước thì em bị vậy là phải mất nước dữ lắm. Ngày qua bác sĩ kêu là cho bé uống nước gì. Uống liên tục luôn. Nước con lấy nước con. Nước này con, nước. Em qua đi cùng bác sĩ vậy. Phải uống liên tục quá à, tại vì bé bị mất nước á. Thường cái này là phải uống chất điện giải, uống nước điện giải á. Nói chung là mấy nước dừa rồi nước cam là bình thường đó con. Nhưng mà bé không chịu uống thì cố gắng uống nước trắng nhiều vào. Trẻ con bị nhiều lắm mọi người. Thì con gái Quốc Chiến cũng mới bị nè. Rồi mình thấy cũng có thêm mấy em bé ở gần nhà cũng bị nữa. Đi đâu? Nên chắc là dạo này trời nắng nóng, thứ hai nữa là cái bệnh này nó cũng lây nhiễm á mọi người. Đi đâu mày? Đi đâu? Thôi. Kêu ông mẹ ơi. Hiện tại thì cô mới lau mình xong cho bé mọi người và cũng đang chờ theo dõi thêm á. Nhưng mà mình thấy có vẻ như bé sốt rất là cao luôn, tới 38.5, 39 độ. Và rất là đau đầu luôn ha, kiểu như rất là đau đầu nè. Cô ơi, cô lau đằng sau ót cho bé đi. Cô lau sau gáy á, lau lấy cái khăn ướt lau sau gáy á. Tại vì mọi người biết sao, cái đợt mà lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 á, con gái mình cũng bị tình trạng như vậy nè. Bé rất là đau đầu luôn, ôm đầu vậy nè. Và phải lau liên tục á thì mới đỡ. Cô cứ lau sau gáy á, lau trên đầu luôn. Tại vì nóng quá. Thì sau khi mà lau rồi cũng là uống thuốc hạ sốt thì con gái mình á, khoảng 2-3 ngày thì bé đỡ. Hôm qua là có đàm nhiều lắm hả cô hả? Đàm nhiều, đàm quá. Dạ. Họ cho họ uống thuốc siro đó. Dạ. Xong rồi nó đàm đã cho ói ra cho nước ra luôn. Cô chịu khó lau chút xíu rồi mình bế ra ngoài ra cái cửa rồi đứng cho thoáng gió này coi. À để bà ôm đi nha. Thôi, con ngồi yên để bà ôm đi. Lào dây nách cái con. Hôm nay là nặng hơn hay là đỡ hơn rồi con? Từ đó đi là đỡ rồi đó. Đỡ hơn rồi ha. Quá là khó mà có chút đội mà khó suốt cả ngày luôn á. Dạ. Chiều lại là có như đằng sau lưng á, mọi người có thể thấy là có rất là nhiều cái vết bóp ha. Nhiều người xem ông kỹ cứ tưởng là bị bầm á. Không phải, bé bị bóp từ nhỏ mọi người. Bóp sau lưng quá trời luôn mọi người coi nè. Bóp sau lưng quá trời luôn. Thôi.
Rồi mình ra ngoài xíu cho thoáng gió quá. Trong phòng bí quá. Đi đâu chị là ông này. Đi ra ngoài nào. Rồi đứng cửa được rồi, đừng ra ngoài quá nó lại bụi. Nắng quá ra ngoài nắng bệnh nữa con ơi. Sốt siêu vi thì nó cũng có nhiều loại mọi người. Kiểu như là có những cái loại thì nó rất là bình thường, chỉ vài ngày là nó hết, nhưng mà cũng có những loại nguy hiểm. Nhưng mà được cái Hoài Thương thì cũng đã đi khám rồi và bác sĩ nói rằng là tạm thời là theo dõi ở nhà chứ không có nhập viện. Bé bị sốt như vậy thì nên cởi áo ra mọi người, cho nó thông thoáng cái da. Ra đây mát hơn rồi, bé chịu không cô hả? Mình nhốt người cháu nó ở nhà nhiều nó khóc. Tại vì giờ là ở trong nhà thì nó rất là bí bách mọi người, thì bé khó chịu, nhưng mà ra ngoài thì bị xuyến, ra ngoài bụi thì bị xuyến lại, mà hai ba bệnh rất là khó chăm chứ bây giờ. Một đứa trẻ khỏe mạnh là đã khó chăm rồi, đây là bé bị bệnh. Môi đỏ hồng như tô son luôn. Bây giờ là đo nhiệt độ cho bé tiếp cho mọi người xem coi có giảm không. Nếu mà không có giảm thì phải vào lo mình tiếp. Để lâu xíu để cho nó chính xác. Có gì đâu. Rồi coi bao nhiêu rồi? Chắc được rồi. Phát ra bao nhiêu phát? 38 độ 3. 38 độ 3 hả? Là giảm được một chút xíu. Chắc phải lau tiếp á. Đi lau rồi đi.
phải nhờ người giữ tay lại thì chắc mới uống được. À, cậu ba ơi, cậu ba ơi, mẹ bố mẹ nhờ chút xíu đi con. Cầm cái ly này nè, cầm cái ly nè. Ráng uống đi con, sốt cao quá rồi, uống cho nó hạ sốt đi. Phải uống thuốc hạ sốt thì mới qua được cái cơn á. 4-5 tiếng mà sốt là cứ cho uống lại. Đừng có để sốt cao quá là dẫn tới là biến chứng. Sau khi mà lau mình cũng như là uống thuốc thì hình như là cũng hạ sốt đó cô ha. Thấy cái môi bắt đầu đỡ đỏ rồi, chuyển qua màu trắng rồi. Đúng quá. Mới chạy ra lấy xe mổ vé à. Bây giờ uống thuốc xong là cũng đỡ rồi ha. Thì mình ra ngoài này. Máy sai được không chú? Sai ổn không? Làm cho ông Chiến một ly thử coi. Thì hôm nay là gia đình có thêm cái nguồn thu nhập mới rồi mọi người, từ cái việc bán nước mía. Sáng giờ được mấy bó rồi chú? Hai à. Hai bó rồi hả? Bao nhiêu ly rồi? Hai bó, không đếm. Không đếm hả? Bó nó là... Bó nó là 20, 24 cây vậy. Vậy ha, tầm khoảng 20, hơn 20 ly đó mọi người. Mía là người ta làm sẵn cho mình, mình chỉ mua nguyên bó vậy thôi chú ha. Thì cũng tiện. Bây giờ là chuyên về nước giải khát luôn. Cà phê, rau má, nước mía, nước dừa, nước ngọt, nước cam, đủ cả. Mọi thằng uống uống nước mía không? Bây giờ thì chắc là cô Chiến sẽ gửi tiền mặt cho cô luôn nha. Xong rồi cô chuyển lại cho cái cô nước mía 3 triệu phải không cô ha? 3 triệu. Này là 1 triệu rồi con. Rồi. 2 triệu.
Rồi 3 triệu ha, đủ rồi nhá. Có gì cô nhờ cô chủ nhà chuyển giùm á, xong rồi mình trả này cho cô chủ nhà ha. Tại vì người ta gửi xe rất biết mà tôi chưa lấy tiền đâu mọi người. Xe này nếu mà xe mới mình nghĩ là phải 7-8 triệu á. Đây là mua giá 3 triệu mà vẫn dùng được là cũng khá ổn rồi. Hy vọng là người dân xung quanh đây cũng sẽ ủng hộ nước mía, nước giải khát để cho cô chú có thêm thu nhập. Bây giờ thì bé cũng đã đỡ sốt nhiều rồi, có gì là cô theo dõi thêm ha cô ha. Nếu mà sốt cao quá thì mình cho uống hạ sốt nha. Rồi có gì báo chú Chiến ha, bữa sau chú lại ghé qua thăm nha. Thôi bây giờ bye bye mọi người, chào mọi người nha. Bây giờ video đã dài rồi, bé cũng tạm ổn rồi, mình sẽ cập nhật cho mọi người trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.